Hiệp xin chào mọi người. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại Tiền Giang, thành phố Tiền Giang. Thì trên đường mình đi rung rủi tìm những ngôi nhà ma mị, thì mình được anh chạy xe ôm chia sẻ ở đây là có hai cái biệt thự bỏ hoang với anh chị, mà không biết là họ làm cái gì mà chưa hoàn thành mà họ bỏ hoang. Thì Hiệp nghe mấy anh chia xe ôm là chia sẻ là nói ở đây á, là ban đêm rất là rùng rợn, có nhiều người vô gia cư không có nhà cửa, họ vô tá túc qua đêm mà ở không được quý anh chị. Trước màn ảnh nhỏ là cái ngôi nhà quá to luôn quý anh chị, ngôi nhà này quá trời to luôn. Còn bên kia là có thêm một cái ngôi nhà bỏ hoang luôn. Mời quý anh chị cùng đồng hành clip cùng với Hiệp ha. Quá trời ngôi nhà quý anh chị ơi, quá rộng luôn. Rồi mình tiến hành vô cái nhà lầu này, quá trời to luôn quý anh chị ơi. Quá khủng khiếp. Ở ngoài này ai đốt gì ta? Ngoài này là cái sân quý anh chị. Rồi bây giờ mình đi vô ha. Có bên trong có ai ở hay không nha quý anh chị. Ở đây có nhiều người vô gia cư vô đây ở nè quý anh chị, mà ở không được. Người ta lấy ba viên gạch ra người ta nấu mì người ta ăn quý anh chị. Nhà này của công ty công trình gì đó, nhưng mà họ làm chưa hoàn thành, họ bỏ hoang không biết lý do gì gì quý anh chị. Mình mở cái đèn pin lên cho nó sáng chút. Quá trời rộng luôn. Ở trong đó mình thấy có nhiều cái bước chân của người ta đi vô đây nè quý anh chị. Giờ này vô đây mình rất là hồi hộp, bởi vì hiện giờ là cũng khoảng 6 giờ mấy chiều, gần 7 giờ chiều. Đây là gì ta? Trời ơi, quá trời luôn. Có nhiều người vô gia cư người ta vô đây ta ở không được nè quý anh chị. Người ta cũng giăng màn, giăng sào đồ nè. À mình thấy dấu hiệu này là hình như là có keo gì đó quý anh chị. Có thể là nhân chơi vô đây. Rồi vô đây họ đốt. Họ đốt, họ chơi đá hay sao, quá trời luôn. Cái nám cái nhà luôn quý anh chị, hối lên luôn. Rồi móc tay gì tùm lum la nè. Rồi bên đó có thêm một căn nữa, quá trời luôn.
Ở đây có ai không? Giờ mình leo lên. Lá cây cũng rình hết hồn hết díu anh chị, tưởng đâu có bóng của ai. Cái này là để họ tính làm thang máy quý anh chị. Trời ơi. Có nhiều người vô ở, quần áo người ta để đây nè quý anh chị. Sắt hai ba cây lú lên. Lần đầu tiên mình khám phá cái ngôi nhà quá trời bự luôn. Quá to. Còn bên đó nhà thờ hay sao? Hay là cái nhà ở? Mình nghe đọc kinh Đạo Thiên Chúa quá trời quý anh chị. Còn cái nhà bên đó kìa, quá quá trời luôn. Còn này gì vậy? Họ lấy nước sơn họ xịt làm gì ta? Mình nghe có gì kêu nghe chít chít vậy ta. Quá trời ngôi nhà. Mình nghe mấy anh xôm nói là có nhiều người vô đây ở mà ở không được quý anh chị. Mấy người mà vô gia cư, người ta không có nhà có cửa, người ta vô là ở bị ngủ bị ma nó đè. Dấu hiệu là mình thấy hình như là cái này là bất thường quý anh chị, có đốt cái gì ấy. Này nè. Nó sáp thành gậy luôn. Ghê quá, cái chai này đựng sáp thành gậy này quý anh chị. Còn mình ngắm ra ngoài lộ thì có cái quán karaoke đèn nhấp nháy rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Được không ta? Được. Ở đây là sân, cái sân thượng của cái lầu 1 quý anh chị. Còn lầu 2, lầu 3, lầu 4 gì chả nữa. Bây giờ mình lên lầu 2 ha. Cái lần đầu mình lên cái nhà cao tầng, cái cảm giác của mình nó rất là hồi hộp. Mà ở đây là không có cái tay vịn lên cầu thang nữa chứ.
quý anh chị nghe con gì kêu không? Ở bên đó đó. Đó. Con gì kêu nghe ghê vậy? Con này là gì ta? Không biết ai tha dây hay gì vô quá trời. Dạ. Nhà rộng bự quá trời luôn. Bên kia người ta đang ngồi nhậu. Không biết đi hết nổi hay không chứ bây giờ bị mỏi chân quý anh chị, quá rộng luôn, phòng nào cũng giống như phòng ấy. Quá trời rộng bự, nhìn ra ngoài đó nhìn thấy đẹp, quán xá đang nhộn nhịp. Ở đây hình như là có ai nghỉ ngơi ở đây nè quý anh chị. Họ quét đây sạch láng luôn. Cái ngôi nhà bên đó hình như là có con ảnh đương nó kêu rất là to luôn quý anh chị. Đó. Con ảnh ương hay là con cóc con nhái gì đó, nó vô trong cái nhà tường được luôn mới ghê chứ, lên lầu luôn. Mình lên được lầu 2, bây giờ lên lầu 3. Ảnh ương nó kêu nghe ghê quá. Ủa trên này sao có nước ta? Không lẽ nhà này chưa có nóc quý anh chị? Nước mưa dột. Không có ai không? Nhà này chắc chắn ban đêm là không ai dám vô. Mình đi mà mình hồi hộp nữa quý anh chị. Đường xá nhà cổ, nhà xe đông đúc. Hình như là càng lên cao là mình thấy dấu hiệu
ít ai lên trên này. Hôm nay mua bây giờ không lẽ phòng này là cao nhất rồi ta, mình đang đứng ở đây hình như lầu 3 của anh chị rồi, hóa ra phòng này là cao nhất. Các công trình đang cái lúc mà thi công họ còn để cát trên đây quá nhiều luôn quý anh chị. Ồ, mình thấy con dơi. Dơi đâu ta? Thấy mình nó trốn lẹ thiệt. Hình như là chỗ này gió thổi vô nó sạch chỗ này quý anh chị, chứ không phải là người ta quét. Trời ơi cao. Vậy là bên đây lầu, mình đang đứng là lầu 3, còn bên đó là lầu 2. Cao ghê không? Trên đó nó còn một lầu, hai lầu ở trên, một lầu ở trên. Nhưng mà trên đó họ chưa có xây quý anh chị. Thôi giờ mình xuống. Ở trên đó họ chưa có xây, mình không có dám leo lên, rất là nguy hiểm quý anh chị. Mình thấy ớn không? Mình đi không chứ mình không dám nhìn hai bên nữa. Bởi vì hồi đó giờ mình chưa có đi cái độ cao quý anh chị. Chưa có đi đâu cao, thành ra mình đi mấy cái này mình đi phải cẩn thận. Bên đây họ chưa có xây gì hết nè, mình thấy ớn không, chưa có lan can luôn. Cái này là kêu bằng biệt thự bỏ hoang. Lâu lâu đi vô đây khám phá một lần để mình qua bên đó mình quay coi có gì ở trong hay không nha mọi người, mà không biết đi qua được hay không. À chắc được quý anh chị. Ủa đây anh chơi đốt gì quá trời. Ớn quá ta. Ai mới đúng cái cây. Cái nhà này thì nó không bự bằng cái nhà hồi nãy mình mới vô quý anh chị. Coi lầu 1, lầu 2, lầu 3. À nó còn lầu 4, lầu 5 nữa. Mà mình lên lầu 3 là mình thấy cảm thấy nó hồi hộp rồi, là mình xuống rồi. Quá trời luôn. Còn đây là gì? Ở đây là làm cũng tựa như bển luôn. Nhưng mà ở dưới đây thì có nhiều phòng hơn ở bên kia.
Ở bên đây nó nhiều phòng hơn. Mấy cái lỗ lỗ đó là lúc trước mình không biết, nhưng mà mình để mình kêu quý anh chị comment á, biết mấy cái lỗ lỗ trong đống cát là cái gì. Có nhiều bạn nói là con cút. Con cút nó vô nó lấy cái mỏ nó ủi quý anh chị. Không lẽ cút nó vô đây nó ở dưới người ta. Còn bên đây có cái điều gì đặc biệt không? Toàn là con cút nó ủi không? Con cút nó ủi nhiều quá quý anh chị ơi. Phòng nào như phòng nấy. Còn đây ai đem cái tràm vô đây làm gì ta? Mình thấy có phân dơi quý anh chị. Phòng này, trời ơi, phòng này cũng dơi nó ỉa nhiều quá. Có thể tối là nó ngủ ngay đây nè. Nó ỉa ngay đây quá trời luôn quý anh chị. Ây da. Trời ơi. Giờ nó mới vài cái sạc luôn. Hết hồn hết vía. Phần giờ ỉa quá trời. Chúng mình luôn quý anh chị. Có đây có gì không? Ở đây là hình như là đi ra phía hướng cái nhà sau quý anh chị. Bây giờ mình tiến hành mình đi qua bên cái lên cái lầu 1 của cái tòa nhà thứ hai nha quý anh chị. Nay liều mạng luôn, giờ này tối thui rồi, 7 giờ mấy rồi. Giờ này giờ về trà Vinh mấy tiếng đồng hồ nữa. Trời ơi, lá chuối nó thò vô luôn, thò vô cửa sổ quý anh chị. Mình nghe cái gì lỗng cổng vậy ta? Mình nghe tiếng gạch làm như nó khua quý anh chị. Cái gì? Ở bên đây người ta lót gạch được một phòng. Ủa con gì mà tha cát chứ quá trời ta. Quý anh chị nghe gì, hình như là mình nghe cái tiếng ai hú quý anh chị. Không biết ở bên ngoài hay là ở bên trong cái căn nhà này nữa. Không lẽ có ai trên ở trên tầng trên ta. Mình nghe tiếng hú quý anh chị. Không biết người hay là tâm linh gì đó, mình cũng không biết luôn.
Đó, ở đây là nhìn qua tòa nhà nãy mình mới đi qua quý anh chị, mình mới leo lên trên đó. Trời ơi, nhìn thấy nổi da gà quá. Cái điều đặc biệt là mình thấy cái tầng một của cái nhà bên đây là họ lót gạch hết quý anh chị, mà lót được phía bên tay trái. Ở đây cũng chưa lót. Phòng này có gió mát quá. Giữ gìn vệ sinh chung. Nhà chưa hoàn thành mà đi vệ sinh cái gì. Trời ơi, trời, mấy ông nội, mấy ông nội đập đá nè, mấy ông đốt, rồi mấy ông kêu giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn vệ sinh sinh chung mới ghê chứ. Để mình đi lên lầu 2 đi. Ở bên đây hình như được lầu 3 là cao nhất quý anh chị. Cục gì vậy? Ủa? Ủa sao mà ở đây cái con gì nó đẹp, nó ỉa quá trời quý anh chị. Mình thấy cái điều đặc biệt ở đây là hình như là con cút hay hai con gì vậy ta. Phân nè. Phân quá trời phân luôn. Quý anh chị biết cái trứng này là trứng gì thì nhớ comment ha. Hay là trứng rắn ta. Quý anh chị thấy không, con mù câu vậy là mù câu có đẻ quý anh chị. Nó ngủ đây nè, nó ngủ trên đó, nó ỉ ở đây. À, bữa nay đi gặp bồ câu là hơn, bồ câu màu trắng luôn. Sao có một con một vậy ta? Còn tàu nó chú tự nhiên nhúng nhích. Quý anh chị thấy không? Không có miếng gió luôn. Phân màu lên một lớp luôn, quá trời luôn. Dài qua bên đây. Một con một, thường hai con mà ta. Sao mà mình thấy bữa nay có một con một vậy? Thường thường bồ câu là nó bay hai con, nó ngủ cũng hai con quý anh chị, mà tại sao bữa nay mình thấy có một con? À, ồ, ở đây có cái trứng bồ câu. Mẹ nó ỉ ở đây nữa ta, nó ngủ đây. Cái này không thấy dấu hiệu nó ngủ mà thấy trứng quá trời quý anh chị. Nè, trứng nè. Cái vỏ trứng không à. Có con nào ngủ đây không? Không thấy. Không lẽ cái con gì nó tha lên đây quý anh chị? Con gì nó tha lên đây nó ăn ta? Ở đây có cái bàn. Đó. Có một con một quý anh chị, nó ngủ à. Con bồ câu trắng rất là đẹp luôn. Không lẽ con này con máy ta, còn trống nó mất hay sao rồi, nó bị người ta bắt hay sao rồi đó quý anh chị. Còn tàu lá chuối rồi, nhúc nhích quý anh chị thấy không? Đó.
Nghe cái gì sạc cái ta. Chắc có lẽ mình xuống hết hồn hết vía. Con dơi. Xuống không quý anh chị? Mình thấy cái gì đó bất thường nghe, một cái sạc. Nghe chỗ tàu lá chuối này nè. Mình nghe một cái sạc ở chỗ tàu lá chuối này. Mình tính là hình như là có cái con bồ câu đực mà đâu thấy, bồ câu trống. Ghê quá quý anh chị. Thôi giờ mình đi xuống. Mình đi xuống quý anh chị. Giờ nó bài sạc sạc ngang đầu. Thấy ớn luôn. Ra đây là thấy nó an toàn quý anh chị. Đi vô đó có mình một. Lỡ có bọn xấu nó làm mình cái chắc chết. Ra tới đây là an toàn rồi quý anh chị. Mình ra tới đây mình an toàn rồi quý anh chị. Thì cảm ơn quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem video ha. Đã xem video ủng hộ. Thì clip nãy giờ cũng hơi khá là dài. Hiệp xin kết thúc video. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Rồi Hiệp xin nói là chào. Hẹn gặp lại quý anh chị những video mới nha quý anh chị.